Hello mọi người, hôm nay mình làm món bánh mì đặc ruột với cách làm nhồi bột bằng tay nhưng bánh vẫn rất giòn, dai và thơm ngon. Phần nguyên liệu hôm nay mình dùng gồm có 750g bột mì, 10g men nở, 40g bơ, 1 quả trứng, 400g nước, 20g đường và 80g muối. Bơ ta có thể thay thế bằng dầu ăn hoặc bơ thực vật đều được. Men ở đây mình dùng loại men chuột đỏ, bạn có thể dùng các loại men khác, làm sao tiện nhất cho mình mua là được. Về phần bột mì, các bạn dùng loại bột 12% protein trở lên thì bánh sẽ ngon hơn. Đầu tiên mình cho tất cả các nguyên vật liệu vào chậu trộn đều lên. Các bạn nhớ đừng đổ trực tiếp men với muối lên nhau, chúng sẽ tác dụng hóa học với nhau, mất tác dụng của men. Thời tiết lạnh các bạn có thể dùng nước ấm. Trộn đều nhau khi không còn thấy bột khô nữa. Các bạn cho ra ngoài, cuộn thêm một lúc nữa cho thật đều nhau. Sau đó ta cho vào chậu 10 đến 15 phút. Ở đây mình dùng màng bọc thực phẩm bọc kín mặt chậu, tránh hiện tượng khô mặt bánh. Hết 15 phút chúng ta lấy ra. Bây giờ thấy bột mềm hơn, ta lại mang ra tiếp tục cuộn như lần một. Cuộn như vậy giúp bột đều hơn, mịn hơn và dai hơn. Xong ta lại tiếp tục cho vào ủ 10 đến 15 phút lần 2. Nhiệt độ ủ thích hợp là 30 đến 40 độ C. Ở xứ lạnh ta có thể bật lò nướng lên đến khoảng 40 độ C, xong tắt lò đi. Mở lò ra ta xịt ít nước xung quanh, xong cho bột vào ủ tránh hiện tượng khô mặt bánh. Khi thấy bột nở gấp đôi, ta lấy bột ra, chia thành từng phần nhỏ. Ở đây mình chia làm 10 miếng đều nhau. Chia bột xong, ta cuộn tròn từng miếng bột lại, ép hết bọt khí ra ngoài. Cuộn bột xong, ta lấy cây cán bột, cán thật bột
thật mỏng ra, giúp ta dễ dàng tạo hình bánh. Sau khi vê bánh xong, chúng ta tiếp tục công đoạn xếp bánh vào khay và cho vào ổ. Chúng ta mở lò nướng ra, cho thêm một bát nước nóng vào dưới đáy lò, rồi cho khay bánh vào ổ để tránh hiện tượng khô mặt bánh, nước nóng sẽ làm bánh nhanh nở hơn. Chúng ta chờ khoảng 30 đến 45 phút là được. Vì là bánh đặc ruột nên chúng ta không cần để nó to quá, nó to sẽ bánh bị rỗng ruột và ăn sẽ không ngon. Sau khi bánh đã nở vừa đủ, chúng ta lấy khay bánh ra và bật lò lên. Ở đây mình nướng bằng lò nướng chuyên dụng nên nhiệt độ chỉ để ở 180 độ C. Còn các bạn nướng bằng lò nướng nhỏ gia đình thì để ở nhiệt độ khoảng 250 độ C tùy theo mức độ từng lò. Trong thời gian chờ nhiệt độ của lò thì chúng ta đi rạch bánh. Các bạn có thể dùng con dao lam, cạo râu hoặc con dao nhỏ thật sắc để rạch bánh, tránh hiện tượng nhăn mặt bánh. Ở đây mình có con dao tự chế chuyên dụng chuyên để rạch bánh. Trong quá trình rạch bánh, các bạn thả lỏng cổ tay, rạch dứt khoát thì nhìn vết rạch sẽ đẹp hơn. Rạch bánh xong, trước khi vào lò chúng ta xịt qua một lớp lượt nước để tránh hiện tượng khô mặt bánh. Với lò nướng chuyên dụng thì ta nướng thời gian khoảng từ 15 đến 18 phút là xong mẻ bánh. Với lò nướng gia đình thì chúng ta sẽ nướng thời gian lâu hơn, vì trong quá trình nướng chúng ta phải lật khay đổi khay nên thời gian nướng sẽ lâu hơn, từ khoảng từ 18 đến 22 phút là được một mẻ bánh. Nhìn bánh vàng đều, chúng ta cho bánh ra, chúng ta thấy bánh nổ lách tách và có vết nứt. Bánh rất giòn, vỏ lại mỏng và đặc ruột. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.
Chúc các bạn thành công. Nếu thích cách làm này thì hãy đăng ký kênh để xem các video tiếp theo nhé.